Thưa quý vị, từ tối qua ngày 28 tháng 7, Bến Tre bắt đầu thực hiện quy định khung giờ hạn chế người dân không ra đường sau 18 giờ. Ở hầu hết các địa bàn, đa số người dân thực hiện tốt quy định này, trừ một số trường hợp bất khả kháng. Theo đó, người dân không được ra đường vào khung giờ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ những trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở hàng quá thiết yếu và các vấn đề cấp thiết khác. Ủy ban phường An Hội đã ra quyết định thành lập cái tổ kiểm tra theo chỉ thị 16, thì gồm có là công chức tư pháp là tổ trưởng, tổ phó là bên trưởng công an phường, các thành viên là trưởng quân sự, bảo vệ dân phố, đoàn thể cùng tham gia trong cái tổ để đi kiểm tra. Thì khung giờ của ủy ban dân phường ra để cho tổ kiểm tra là buổi sáng là 5 giờ tập trung tại ủy ban dân phường 5 giờ sáng để đi kiểm tra hết các tuyến đường trên địa bàn. Và giờ thứ hai là 8 giờ sáng, thứ ba là 15 giờ chiều và 17 giờ chiều đi hết các tuyến đường để nhắc nhở những hộ dân. Trong đêm đầu tiên thực hiện quy định khung giờ của một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đa số người dân nghiêm túc thực hiện quy định. Những trường hợp đứng trước nhà, đi mua đồ thiết yếu hoặc trên đường về nhà, sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã nghiêm chỉnh chấp hành. Cái tinh thần, cái tự giác chấp hành của người dân rất là tốt. Thì cũng thỉnh thoảng thì cũng có một số cái người dân thì cũng còn ra đường. Tuy nhiên thì qua tuần tra thì cũng có trao đổi, rồi được biết là bà con cũng là do đi là mua lương thực thực phẩm, rồi công việc riêng, rồi đó là trên đường về nhà. Do đó thì chúng tôi cũng tiến hành đó là giáo dục nhắc nhở. Trong những ngày Bến Tre thực hiện giãn cách xã hội, phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch, đã và đang được các cấp các ngành các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện để phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.